Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, tập 16. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhường sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ đập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vận tâm cứu thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 169, thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông, thư thứ hai. Thư của chí thượng chắc đã giao tới nơi rồi. Lệnh tổ mẫu túc nhân sâu dày, nên vừa được khuyên liền hành ngay. Xét đến cảnh tượng lúc cụ lâm chung,
thật đáng an ủi cho bọn ông. Nếu lời lẽ đánh đầu lạnh đi sau cùng chẳng phải là bị đặt, chắc chắn cô được vạn sanh. Nhưng phận làm con cháu, hãy nên thường mang lòng dẫn dắt cho thần thức người đã khuất được an vui. Đừng nói cha mẹ đã vạn sanh, bọn ta cần gì phải cầu siêu nữa. Nên biết rằng hễ cha mẹ đã khuất rồi, các quyến thuộc đều phải nên chí thành niệm Phật để cầu cha mẹ chưa vạn sanh liền được vạn sanh, đã vạn sanh sẽ tăng cao phẩm vị. Điều này chẳng những hữu ích cho cha mẹ mà quả thực còn hữu ích cho chính mình. Do chuyện báo hiếu cho cha mẹ ấy mà làm cho các quyến thuộc chiêu đại thiền căn xuất thế. So với những kẻ chỉ biết tu trì cho chính mình thì công đức càng thù thắng hơn. Bởi lẽ tâm hiếu thuận cha mẹ phù hợp với chánh nhân tịnh nghiệp do Đức Phật đã lập. Mong ông hãy nói rõ với mẹ, cô, vợ, con, anh em trai, chị em gái của ông ý nghĩa này, thì cái chết của bà nội ông chính là hiện thân tiếp dẫn các quyến thuộc của ông vậy. Người đời nay phần nhiều chuộng hư danh, chẳng trọng thực hành, thường cáo phó bày vẽ cho hết sức đẹp đẽ, mong được người khác nhìn vào xích xoa khen ngợi, coi đó là vinh dự, chứ chẳng chịu sốt sắng niệm Phật để cho cha mẹ thật sự được hưởng lợi ích liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh chân thật. Và quyến thuộc trong hiện tại ai nấy cũng đều gieo nhân vạn sanh khi lâm chung, há chẳng phải là ham danh ghét thật đó ư? Xin ông hãy sửa đổi uống nắng thói tệ trong đời gần đây thì may mắn lắm thay. Lá thư số 170, thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông, thư thứ 3. Mạo thiền phụ đã có nhân duyên ấy, hãy nên khuyên ông ta sốt sắng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để mong được vĩnh viễn lìa khỏi các nỗi khổ, chỉ hưởng các sự vui. Nếu vẫn chẳng chịu phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì sẽ hèn kém hơn mọi người, Phật cũng chẳng thể cứu được. Dẫu đời này chẳng bị đọa vào địa ngục ngay, nhưng một, hai, ba, bốn đời sau bị đọa địa ngục vẫn là chuyện quyết định, chẳng thể trốn tránh được. Con người chỉ vì chưa thấy nỗi khổ này lại chẳng tin lời Phật và những điều sách vở đã ghi chép xưa nay, nên không thuận theo lời chỉ dẫn. Ông ta may mắn đích thân được thấy, thật sự biết quả thật có chuyện ấy. Nếu không có pháp để thoát khổ thì chẳng biết làm sao, nhưng nay đã có pháp tịnh độ mà vẫn chẳng chịu tu thì là cô phụ ân đức Phật trời quá lắm. Lá thư số 171, thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông, thư thứ 4. Mạo thiền phụ 71 tuổi phát tâm quy y, cũng có thể nói là đã có thiền căn từ đời trước. Nếu đời trước ít vuông bồi, thọ chưa đầy 71 tuổi đã qua đời, há chẳng trở thành sống uổng chết phí ư? Cả một đời sống uổng chết phí mà vẫn không có cơ duyên gặp gỡ pháp môn tịnh độ thì sẽ đời đời sống uổng chết phí. Nghĩ tới điều này cũng ngăn mừng cho thiền phụ và sợ cho hết thảy mọi người. Mong hãy truyền giao tất cả khai thị cho ông ta, lại hãy nên tận lực khuyên ông ta sốt sắng niệm Phật để có thể vượt ngang ra khỏi thế giới xa bà, siêu sang thế giới cực lạc. Lá thư số 172, thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông, thư thứ 5. Gần đây do dạo chánh đối chiếu sách lịch sử cảm ứng thống kỷ, hoàn toàn chẳng được rảnh rỗi. Vì thế dứt tuyệt hết thảy những chuyện giao tiếp với người khác. Hiện thời bạn in sách thống kỷ chữ to theo khổ chữ tam hiệu tự đã được sắp chữ xong. Loại này sẽ được in trước 2 vạn bộ
mỗi bộ gồm 4 cuốn 350 mấy trang, lại cần phải sắp chữ cho ấn bản theo khổ chữ tứ hiệu từ, in bằng giấy báo để thanh niên học sinh cùng mua đọc được. Sách này trừ phi không đọc, chứ hệ ai đọc đến đều được lợi ích. Minh Châm có thể ăn chay niệm Phật, hãy nên dạy cô ta chọn hết chức phận người mẹ. Chức phận người mẹ là như thế nào? Chính là khéo dạy dỗ con cái, đừng để cho con quen thói kiêu căng. Những đứa con cái không ra gì trong cõi đời đều là do mẹ chúng chẳng chồng hết chức phận làm mẹ mà ra. Nếu mẹ hiền thì một là con được thừa hưởng tánh khí ấy, hai là con sẽ nhìn theo cách cư xử của mẹ. Đấy chính là dùng thân để lập giáo vậy. Kế đó dạy cho con biết đạo làm người như hiếu, để, trung tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Lại cần phải thiết thực dạy con nhân quả báo ứng. Con đến tuổi đi học, trước hết đem cảm ứng thiên, âm chất văn dạy con đọc thuộc. Suốt cả đời mỗi ngày phải đọc dăm ba lượt. Lại giảng cho nó những nghĩa chánh yếu thì sẽ như vàng lỏng đổ vào cái khuôn đẹp đẽ, quyết không thể chẳng trở thành món đồ đẹp đẽ. Sự dạy dỗ của mẹ chính là căn bản để bình trì, nhưng người đời đều chẳng chú ý, cho nên mới có hiện tượng chiến tranh ngày nay, đến nỗi vần nước nguy ngập, dân không lè sống. Quan chẳng cần phải thuyết pháp cho đứa bé, chỉ cần nói với vợ chồng ông cách dạy dỗ trẻ nhỏ thì trẻ nhỏ sẽ tự có thể bắt chước theo khuôn phép, ắt sẽ trở thành chánh khí. Minh Châm pháp danh là Chí Phạm, nghĩa là dùng thân nêu gương mẫu cho con cái và làm khuôn mẫu cho nữ giới. Nếu khuôn chẳng ra khuôn, mẫu chẳng ra mẫu, sẽ có hại chẳng thế nào kể xiết. Nếu có thể đối tượng ý nghĩa của cái tên Minh Châm và Chí Phạm thì may mắn chi hơn. Thọ đức pháp danh là Tông Đức, thọ nghĩa pháp danh là Tông Nghĩa. Tông là chủ, đã gieo trồng tức thọ lại còn chú trồng, giống như trồng cây đã vun quén rồi lại còn phải vun đắp sâu chắc, chẳng bị lay động thì căn cơ vững vàng, sẽ từ được thân cội ngay ngắn, cành lá xum xuê, quả hạt sai chịu. Đợi đến khi sách thống kỷ được in ra sẽ gửi cho ông mấy gói, hoặc gửi sang chỗ ông thôi tông tình, xin hãy chia ra đọc. Lại đem những gì tôi đã nói với Minh Châm để báo cùng hết thảy nữ giới thì cũng là một đại sự nhân duyên để cứu nước cứu dân mà chẳng tỏ lộ dấu vết vậy. Lá thư số 173, thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông, thư thứ 6. Chuyện trong gia đình chỉ có thể dùng tình cha mẹ anh em mà phân giải, chớ nên lý luận ta đúng người khác sai. Anh em bất hòa quá nữa là do cha mẹ yêu thương thiên vị gây nên. Do được yêu thương thiên vị nên chuyện gì cũng đều chiếm tiện nghi. Nếu người anh em bị thiệt thòi, chịu nghĩ lùi một bước, ví như ta chót sanh trong nhà nghèo, cơm áo chỗ ở đều không có, còn tranh giành với ai nữa ư? Hơn nữa tiền bạc do cha mẹ lưu lại để cho con cái của cha mẹ được hưởng, so với chuyện bị quân binh thổ phỉ cướp mất sẽ tốt hơn nhiều lắm. Nếu quân binh thổ phỉ đến cướp, có cách nào để ngăn chặn được hay chăng? Lệnh tổ phụ tuy đã đi học nhưng vẫn hoàn toàn chưa được nghe đến với chuyện tận tụy thực hiện đạo của thánh hiền. Cụ vẫn coi chuyện thua xúc anh em là điều nhục nhã, muốn báo thù nhưng chưa được, trông mong ông sẽ báo thù thay cho cụ. Nếu chị hơi nghĩ lại chuyện hiếu hữu với anh em thì sẽ thấy mười mấy năm kiện tụng đáng nhục, chứ chẳng thấy em mình
được hưởng nhiều của cải hơn mình là điều đáng hổ thẹn. Đối với lý này, ông cũng chưa hiểu rõ. Nếu vẫn tiếc nuối vì chí hướng báo thù của chính mình còn bạc nhược thì cũng đáng than thở lắm đấy. Cần phải biết rằng cha con, anh em ông bất hòa quá thật là vì ông nội ông chẳng biết hòa thần với anh em mà cảm thành quả báo ấy. Ông đã sùng phụng Phật Pháp, hãy nên nhìn từ luân lý căn bản. Hãy niệm Phật cho ba vị anh em của ông nội ông để tiêu trừ cái nghiệp anh em kình chống nhau của họ, để họ cùng được dự vào liên trì hái hội, cùng chứng vô sanh pháp nhẫn. Đấy thật sự là ông đã báo đáp tổ phụ lớn nhất. Còn đối với cha ông, chỉ nên sám hối cho cụ, mong cụ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, sẽ có sự xoay chuyển ngấm ngầm. Dẫu không xoay chuyển được thì cũng đã tận hết lòng ta rồi. Đạo yêu thương con chẳng phải là ở chỗ nuông chiều con cháu. Nuông chiều đâu phải là yêu thương con cháu, mà là làm hại chúng đấy. Tuy do mẹ ông nuông chiều Như Phương, nhưng cũng là vì ông chọn chẳng giảng dạy cho Như Phương hiểu điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Vì thế cô ta một mực cày thế ương hành, hung tợn, chẳng chịu bị bó buộc. Mai sau đi lấy chồng, làm sao chọn hết đạo làm vợ cho được. Ông đã muốn cho cô ta gieo thiện căn, hồng tiêu thói ác. Nay tôi đặt pháp danh cho cô ta là Huệ Hiền. Huệ Hiền tức là như trong cõi tục khen ngợi, nữ nhân hiền hậu có trí huệ vậy. Hiền thì hiếu hữu, cung kính, tận tùy. Huệ thì siêng năng, tiết kiệm, mềm mỏng, hòa thuận. Có đủ những đức ấy, người sẽ kính, thần sẽ che chở. Lúc sống có thanh danh, khi mất sẽ sanh trong đường lành, cũng rất phù hợp với ý nghĩa cái tên Như Phương của cô ta. Lại còn làm cho con trai, con gái, con dâu, vân vân sau này nối tiếp khuôn mẫu tốt đẹp, trở thành bậc mẫu nghi chốn khuê cát, khiến cho dấu thơm ấy được truyền mãi tới đời hậu duệ. Cô ta ương ngạnh, hung tợn, nhưng nói chung vẫn muốn được người ta khen ngợi. Đã có cái tâm muốn được người khác khen ngợi thì chẳng ngại gì nhằm lúc cô ta cư xử không đúng pháp, sẽ chỉ điểm vạch trần đôi chút. Nếu cô ta có túc căn, chắc sẽ có dịp chuyển biến. Lại còn phải cầu khẩn Quán Thế Âm Bồ Tát như Phẩm Phổ Môn đã dạy. Nếu có chúng sanh nhiều tham sân si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền lìa được tham sân si. Lại nữa, hệ có ai mắc bệnh nặng, đều nên khuyên họ niệm Phật, kiên giết, ăn chay. Điều này có quan hệ rất lớn với y đạo. Nếu chịu làm lợi cho người khác thì so ra chính mình càng dễ được lợi ích hơn người khác. Lá thư số 174, thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông, thư thứ 7. Đọc thư biết Chí Phạm sanh con trong tháng 5 bị bệnh nặng, về sau do niệm thánh hiệu Quán Âm mà được lành. Lại còn sanh nợ dễ dàng, đứa con tướng mạo đoan chánh, thật có thể nói Bồ Tát là bậc cha mẹ đại từ bi. Một người hồi ở Hồ Nam, người theo đạo hồi quy y chỉ có một gia đình này mà thôi, tên là Mã Thuấn Khanh, và vợ cùng con cái 5-6 người đã quy y trước đây. Giữa thu năm ngoái gửi thư đến nói bà vợ sanh 2 đứa con đầu còn khỏe, chứ về sau mỗi lần sanh con đều bị băng huyết đáng sợ lắm. Nay không lâu nữa sẽ sanh, hỏi có biện pháp nào không? Quan dạy vợ chồng họ cùng niệm thánh hiệu Quán Âm. Thư gửi đến ngày hôm sau, bà ta liền sanh, tròn chẳng bị những chuyện khó sanh, băng huyết. Về sau, ông ta gửi thư đến cảm tạ, nói rõ nguyên do. Cần biết rằng, muốn cho con cái hiền thiện,
nếu không tích công lụy đức, lợi người, lợi vật sẽ chẳng thấy được. Đừng nói tôi không có tiền của, chẳng thể tích đức, lợi người. Cần biết rằng giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, gặp anh nói nhường, gặp em nói kính. Phàm gặp hết thảy mọi người đều khuyên họ chọn hết bổn phận của chính mình, lại còn nói với họ thiện ác, nhân quả, sanh tử, luân hồi, khiến cho lòng họ kiên sợ, nhất định sửa lỗi hướng lành, hồng trở thành người lương thiện. Lại còn nói với họ về lợi ích của Phật Pháp, khiến cho họ tín phụng tu trì. Phàm gặp ai bệnh nặng đều bảo họ niệm Phật và niệm Quán Âm. Phàm gặp phụ nữ đều dạy họ niệm sẵn, để chẳng đến nỗi vì sanh nở mà phải chịu khổ hay mất bàn. Dạy hết thầy những người ấy đừng tạo sát nghiệp, giữ lòng từ thiện. Lợi người lợi vật chính là lợi mình, hại người hại vật còn quá hơn hại mình. Những điều như thế há cần phải có tiền tài mới làm được ư? Nếu gia đình dư giả thì cũng nên đem tiền tài làm công đức. Thêm nữa, ông nên bảo chí phàm, con cái hiền thiện, quá nữa là do mẹ ung đúc nuôi nấng dạy dỗ. Người mẹ vừa nói ấy chính là khuôn mẫu cho con cái. Nếu chỉ biết nuông chiều con cháu, mặc kệ cho nó quen thói, dầu đứa có thiên tư tốt đẹp cũng đều học theo thói xấu, huống là những đứa vốn chẳng tốt ư? Đấy chính là trách nhiệm của nữ nhân so với nam giới càng đặc biệt sâu nặng hơn. Ông may mắn có ba trai một gái, sẽ vì tổ tông rằng danh gia đình, do khéo dạy dỗ con cái, vì con cái tích lụy công đức để cầu Phật trời che chở, nghĩ nhớ. Nay đặt pháp danh cho đứa con thứ ba của ông là Tông Đạo. Đạo là cội nguồn của lẽ trời, tình người là chúng mực của hết thảy mọi pháp. Nếu có thể lấy việc đề cao đạo làm chánh yếu, thì nhỏ là nhất cử nhất động, lớn là sáng tỏ minh đức, đạt đến chí thiện đều có thể do đây mà đạt được. Con tuy còn bé nhưng đặt tên như vậy để mong cho nó lớn lên sẽ nhìn vào cái tên, nghĩ đến ý nghĩa, ắt sẽ mong danh phù hợp với thật mới thôi. Đời đã loạn đến cùng cực rồi, chẳng dốc sức nơi giáo dục trong gia đình, sẽ khác nào dựng lầu gác trên hư không, nhất định chẳng thể đạt được hiệu quả. Muốn cho con cái của chính mình tốt đẹp thì phải sốt sắng dạy dỗ con trai, con gái đang độ tuổi thơ ngây, dạy cho chúng nó biết có đạo làm người của thánh nhân và thiện ác nhân quả, quyết định chẳng sai, mở tung những ngăn chặn khiến cho đường đời của chúng trở thành con đường bằng phẳng. Mong ông hãy đem những ý này nói với chí phàm, lại cũng nên nói với hết thảy mọi người. Đấy gọi là một lời khiến cho đất nước hưng thịnh vậy. Lá thư số 175, thư trả lời cư sĩ Mạo Thiền Phủ. Cổ nhân nói, chẳng làm lương tướng, ắt làm lương y, vì thầy thuốc cứu được người. Cần biết rằng Phật là đại y vương, trị được các bệnh nơi thân tâm con người và bệnh sanh tử. Ông đã 71 tuổi, tiếc rằng thợ trước chẳng biết đến duyên do của Phật Pháp, nay may mắn biết được cũng trở nên xót xa vì được nghe chế chàng. Chỉ nên tích cực sanh lòng tin pháp nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, trở nên cầu phước báo trời người. Cần biết rằng Đức Phật mở ra pháp môn niệm Phật chỉ mong cho hết thảy chúng sanh có thể sanh về tịnh độ ngay trong đời này. Nếu có người thuận theo lời Phật để tu, ắt sẽ có thể cây vào Phật từ lực vạn sanh Tây Phương, xa ra còn dễ dàng hơn sanh vào những chỗ đại phú đại quý.
Vì sao vậy? Do tuân theo lời Phật dạy, Phật ắt rủ lòng từ gia bì. Nay đặt pháp danh cho ông là Chí Tích, nghĩa là tự mình đừng làm các điều ác, vẫn giữ những điều lành, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Lại còn dùng những điều này để dạy quyến thuộc trong nhà và làng nước, bầu bạn cùng hết thảy những ai quen biết, để họ đều biết đến pháp môn niệm Phật do Đức Phật đã nói, khiến cho họ liền có thể hoàn toàn thoát khỏi trọn vẹn căn bệnh sanh tử lớn lao ngay trong đời này. Như kinh thi có câu: hiếu tử chẳng nghèo khó, vĩnh viễn ban cho ngươi. Ông có thể dùng pháp này để tự hành dạy người, chính là hiếu tử của Di Đà Như Lai. Do chính mình đã tu trì, người khác đều tin nhận, tức là đã ban phát tạo lợi ích rộng khắp cho muôn loài. Mong hãy nhìn vào cái tên, nghĩ đến ý nghĩa, sẽ đích thân đạt được lợi ích thật sự. Những điều khác hãy đọc kỹ Gia Ngôn Luật, văn sao sẽ tự biết, cho nên không cần phải nói nhiều. Nếu không có những sách ấy, xin hãy dựa theo giá để thỉnh từ Hoằng Hoa Xã Chùa Bảo Quốc. Lá thư số 176, thư trả lời cư sĩ Đông Hải. Pháp môn tịnh độ dùng tín nguyện sâu, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, trở nên phát nguyện cho đời sau và đời đời kiếp kiếp. Có nguyện ấy sẽ chẳng thể quyết định vãng sanh được. Trong hết thảy pháp môn cũng có người liệu sanh tử ngay trong đời này, nhưng chẳng qua là một hai người trong ngàn vạn người. Do vậy cần phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp. Ông nói tới tận đời vị lai, đế nghiệp vạn sanh, lời lẽ ấy rất sai tông chỉ tịnh độ. Ngay trong đời này liền cầu Phật rủ lòng từ tiếp dựng đế nghiệp vạn sanh, sao lại nói tới tận đời vị lai? Hành đạo Bồ Tát thì nên lấy tới tận đời vị lai làm hàng, chứ nay tu tịnh độ sao lại lấy tận đời vị lai để vạn sanh? Ông tuy đọc văn sao vẫn chưa biết nguyên do của pháp môn tịnh độ. Nay tôi gửi cho một cuốn Tịnh Độ Ngũ Kinh, một bộ văn sao, một bộ Tịnh Độ Thập Yếu, một bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, một cuốn Sức Chung Tăng Lương. Đọc những sách này, những điều ẩn tàng trong pháp môn tịnh độ sẽ đều được nêu rõ hết ra. Nay đặt pháp danh cho ông là Khế Hải, nghĩa là dùng nhân tâm, tức là cái tâm trong lúc tu nhân niệm Phật của chính mình, để trên là khế hợp với biện giác do Như Lai đã chứng. Lại còn phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Hãy nên khuyên cha mẹ, anh em trai, chị em gái, vợ con và xóm giềng, làng nước, thân thích, bằng hữu cùng tu pháp này, cùng cầu vạn sanh. Đối với tam quy ngũ giới, hãy đọc những điều đã nói trong văn sao để tự thề thọ giới trước Phật, nhưng mỗi mỗi đều cần phải chân thật thì mới được. Đời có những kẻ hiếu danh, chuyện gì cũng muốn giả mạo cái danh, chuyện gì cũng chẳng tu thực hành, chẳng biết danh là khách của thật. Thật đã đầy đủ thì tự nhiên có danh, cần gì phải cố ý chiều kéo mong cầu. Chiều kéo mong cầu cái danh một thời chắc sẽ sướng tay quay mắt người ta, nhưng về sau ắt sẽ bị người người thóa mà. Chuyện gì cũng lấy lòng thành để làm, chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Kẻ dùng thổi hư giả để làm, chỉ là tự mình dối mình đó thôi. Người thế gian còn chẳng nên lừa dối, huống là lừa dối Phật Bồ Tát ư? Pháp môn tịnh độ chẳng thể dùng đạo lý của Kinh Kim Cang và đạo lý của Thiền Tông để bàn luận. Nếu luận định mọi pháp riêng biệt thì hữu ích, chứ nếu luận định lẫn lộn sẽ bị tổn hại.
chắc là vì ông đã từng xem bản chú giải Kinh Kim Cang của 53 vị thiền tri thức nên mới có kiến giải ấy. Cho nên tôi phải nói toạc ra, pháp môn tịnh độ không gì lớn lao ở ngoài được. Đặng giác Bồ Tát muốn thành Phật quả vẫn phải dùng 10 đài nguyện vương để hồi hướng vàng sanh Tây Phương, huống là hết thảy Bồ Tát và những người học đạo kém cỏi hơn ư? Quan già rồi, mùa đông năm ngoái, ban đêm vào chánh sách dưới ánh đèn điện, mắt bị tổn thương liền cự tuyệt hết thảy. Phàm ai gửi thư đến đều nói từ nay đừng gửi thư đến nữa, gửi đến quyết không trả lời, vì mục lực chẳng thể thù tiếp được. Những điều cốt yếu của tịnh độ thì do ngũ kinh, thập yếu, thánh hiền lục mà sẽ có thể biết đầy đủ. Chớ nên thuận theo những kẻ ham cao chuộng xa hiện thời, cầu minh tâm kiến tánh và thành Phật ngay trong thân này, ắt sẽ có thể đích thân chứng đắc như lời Đức Phật đã dạy. Đối với Gia Ngôn Lục, một lá thư trả lời khắp, hãy nên hết sức chú ý, vì trong hết thảy thời, hết thảy chỗ đều có thể dùng pháp ấy để tạo lợi ích cho hết thảy mọi người. Những điều khác chẳng phải nói nhiều nữa. Lá thư số 177, thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh. Thư thứ nhất: trước đây do cư sĩ Trương Bá Ngàn nhắc đến các hạ sẵn chí thiết tha lời người muốn mở đạo tràng ở Tân Giang, cậy quan soạn lời sớ và thương lượng chăm trước biện pháp và chọn lựa trụ trì, vân vân. Biết các hạ vốn thường quyền tái lai làm đại đạo sư cho khắp mọi nhân sĩ vùng Tân Giang để họ biết đạo xuất thế, sống làm người ba nghiệp thanh tịnh, mất dự vào hội hiền thánh cõi cực lạc. Nhưng do quan hèn kém chẳng dám đem một chữ nào quấy nhiễu ông. Ngày hôm qua thầy Hóa Vũ đến nói đạo tràng cực lạc xây dựng đã hoàn tất, khổng ngăn hoan hỷ tột cùng. Các hạ lại gửi thư chỉ dạy, quan khổng ngăn cảm kích hổ thẹn. Các hạ muốn bái cao tăng làm thầy, hãy nên chọn một vị đạo đức cao siêu, sao lại lầm lẫn chọn quan là một ông tăng hèn kém chỉ biết cơm cháo, ngỡ là cao tăng muốn thờ làm thầy vậy. Ông lại nói đã đọc văn sao sơ biên năm ngoái Tân Giang lưu thông sứ, tức là phòng phát hành kinh sách ở Tân Giang đã thịnh hơn 100 bộ văn sao mới in, nào biết các hạ chưa thấy, nay gửi cho ông một gói, xin hãy tra xét thâu nhận. Thêm nữa, hai cuốn Tam Đại Sĩ Thực Lục, trong ấy phần nhiều là những lời thuộc về thiền cơ, chớ nên hiểu lầm. Tịch Tà Tập Kiến Văn Lục được in chung thành một tập, gửi cho ông hai cuốn. Chớ nên để người thiếu hàm dưỡng đọc Tịch Tà Tập, do hiện tại người nước ngoài thế lực lừng lẫy, sợ người đọc y theo sách đó tranh luận với bọn giáo sĩ hay tín đồ Tây Dương, chắc sẽ đến nỗi mang họa. Kiến Văn Lục thì nên tìm cách lưu thông để người ta biết nhân quả, chẳng dám làm chuyện phải thẹn với lòng. Giảng Ma Biện Dị Lục và Tam Thập Nhị Tổ Truyền mỗi thứ hai bộ. Dựng sách ấy do Thanh Thế Tông Ung Chánh biên soạn, từ Lận Lý điều biên diệu, như Tổ Bàn Châu, như Báu Ma Ni, khiến cho người ta khổng ngăn khâm phục ngưỡng mộ. Quan đặc biệt vào chánh cho khắc in lưu hành. Nhân duyên đã trình bày cặn kẽ trong lời tựa, nhưng người đời nay cố nhiên nên chuyên tu tịnh nghiệp thì mới được lợi ích liệu sanh thoát tử thật sự. Nếu chẳng tự lượng lầm lạc muốn học đòi bậc đại nhân thời cổ tự lực liệu thoát, sợ rằng hễ một phen sai lầm sẽ thành vĩnh viễn sai lầm. Bộ văn sao cụ quan tuy thô kém vụng về, nhưng ý đều tuân theo những lời khuôn phép của Phật của Tổ
chọn chẳng phải là những ý kiến bịa đặt. Nếu chẳng chê bỏ là hèn vùng, cố nhiên không gì là chẳng có ích. Tam đại sĩ thật lục, tịch tà tập, biện dị lục, tam thập nhị tổ truyền, xin hãy tự giữ một phần, một phần đưa cho Pháp Sư Đàm Hư. Đối với truyền quy y, xin hãy chấm trước lại, nếu không chắc sẽ đến nỗi sau khi quy y nhận ra tôi chỉ biết ăn cơm húp cháo, ắt hối không kịp. Vì thế Quan Vân dùng đạo bạn bè để đối xử với các hạ, chẳng dám bàn đến chuyện làm thầy trò. Lá thư số 178, thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh, thư thứ hai. Thư nhận được đầy đủ, chỉ nên thường niệm Phật, không gặp quan có thiếu sót gì đâu. Xin hãy quyết định cùng với quyến thuộc trong nhà đều cùng tu tịnh nghiệp, cùng sanh Tây Phương. Đấy chính là nhân duyên khó được trong ngàn đời vạn kiếp. Hơn 200 đồng ông muốn biếu quan, đã bảo đem làm công đức tại tuyên giảng đường và tại địa phương ấy. Mùa thu năm sau, quan chắc chắn quy ẩn, không có chỗ nhất định, sẽ tùy ý ở Nam, Bắc, Tây, Đông, chọn không ở nơi nào nhất định để khỏi bị thư từ làm phiền. Lá thư số 179, thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh, thư thứ ba. Thư nhận được đầy đủ, đã muốn thờ ông Tăng chỉ biết cơm cháo làm thầy, tuy có bậc cao minh vẫn chẳng chịu chuyển sang cầu quy y với vị ấy. Đấy chính là do đời trước có nhân duyên với nhau mà ra. Cố nhiên đối với quan chẳng có chuyện có thể hay không thể. Thoạt đầu quan không đồng ý là vì sợ sau này cư sĩ mang lòng hối hận. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Hải, ông tên là Hẳn, Hẳn chính là tên khác của biển. Một niệm của chúng sanh và một niệm của Phật không hay, do mê chưa ngộ nên toàn bộ trí huệ đức tướng biến thành phiền não nghiệp khổ. Tâm vốn là một, do mê ngộ sai khác nên khổ vui khác biệt. Do vậy biết một niệm tâm tánh vốn là biển trí huệ công đức. Do phiền não chứng lấp, không có trí huệ chiếu tỏ, thì toàn thể biến thành biển phiền não nghiệp khổ. Nay dùng trí huệ giác chiếu, thì biển phiền não nghiệp khổ liền biến thành biển trí huệ công đức. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, vô ngại trí đều được hiện tiền. Do vậy biết trước tiên hết chỉ có trí huệ là trọng yếu. Có trí huệ thì toàn vọng tức là chân, không trí huệ thì toàn chân thành vọng. Ý nghĩa của Huệ Hải là như vậy đó, như thế đó. Hơn nữa nơi địa vị phàm phu mà muốn đạt chân cùng hoặc tầng, tức là thấu đạt tận cùng chân tánh, trừ sạch phiền não, cũng chẳng dễ dàng đâu. Nhưng Đức Như Lai muốn cho hết thảy chúng sanh cùng được liệu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này, nên đặc biệt mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít đạt hiệu quả nhanh chóng. Lấy vạn đức hồng danh của Như Lai để huân tập vô minh nghiệp thức của chính mình, lâu ngày trì tháng tập quen thành tánh, sẽ ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu. Đấy gọi là dùng quá địa giác làm nhân địa tâm, vì thế được nhân trùm biển quả, quả thấu nguồn nhân. Pháp môn màu nhiệm không chi hơn được điều này. Lúc niệm Phật nhiếp tai lắng nghe thì chẳng đến nỗi hết sức tán loạn, nhất tâm khẩn thiết thì sẽ ít bị hung trầm. Nói đến việc trì giới, trước hết phải giữ được hai câu giới luật khái lược của Phật. Giới ấy như thế nào? Chính là
đừng làm các điều ác, vâng giữ những điều lành. Hai câu ấy bao trùm hết thầy giới pháp, chọn chẳng sót chút nào. Đấy chính là hai câu trích từ giới kinh của Như Lai. Trong âm chất văn, văn xương đế quân dẫn câu này. Đừng bảo câu này vốn phát xuất từ âm chất văn. Hai câu này nếu nhìn hời hợt dường như chẳng đặc biệt lạ lùng gì, nhưng nếu kiểm điểm nơi khởi tâm đồng niệm, giữ được hoàn toàn không phàm, thì người ấy đã thâm nhập cảnh giới thánh hiền rồi. Công khóa hàng ngày nên chiếu theo công phu của chính mình mà định. Trong văn sau, qua lá thư gửi cho ông Trần Tích Châu, tôi đã kể ra ba thứ chia thành hết sức bận rộn, bận rộn một nửa, tức nửa bận nửa rảnh, không bận rộn để tự quyết định. Đối với việc trì chú tụng kinh, hãy nên chuyên chú trọng thành kính. Hãy chiếu theo pháp tắc như quan đã nói để xem kinh. Trong văn sau có đoạn văn ấy thì sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Nếu vừa xem vừa phân biệt sẽ không có công đức lớn lao gì. Đã quy y Phật pháp, hãy nên kiên giết bảo vệ sinh mạng, ăn chay. Ngay cả đối với gia quyến cũng nên bảo họ ăn chay, vì ăn thịt sẽ kết sát nghiệp, tương lai phải đem thân đền mạng. Nỡ để cho quyến thuộc yêu mến mắc phải khổ quả ấy hay sao? Ngay như luận trên phương diện dinh dưỡng, ăn chay có ích, ăn thịt có điều tổn hại. Đối với người bên cạnh, người trong cõi đời, còn nên kính khuyên như thế, huống là vợ con của chính mình ư? Lại cần phải dạy họ cùng nhau bỏ công sức niệm Phật 1 tiếng đồng hồ vào buổi tối để mong tiêu nghiệp chướng, tăng phước thọ. Thế đạo hiện thời chính là thế đạo hoạn nạn. Ở trong hoạn nạn chỉ vì nghiệp trói buộc, nếu có thể niệm Phật sẽ ngấm ngầm chuyển họa thành phước, gặp dữ hóa lành. Đấy là kế sách thật sự thượng yêu quyến thuộc hay nhất. Khi tịnh tọa chỉ nên niệm thầm Phật hiệu, chớ nên dùng những công phu luyện đan vận khí. Đấy chẳng phải là Phật pháp, mà là cách bảo dưỡng thân thể. Thiên hà chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Xét đến cội nguồn của tình thế loạn lạc, chỉ là vì trong gia đình không khéo dạy dỗ đã ươm thành. Phàm con em nhà phú quý phần nhiều không ra gì, nói chung vì quen thói kiêu căng không được dạy dỗ mà ra. Tôi thường nói dạy con là cái gốc để bình trì, nhưng dạy con gái càng khẩn yếu hơn, vì con gái thợ bé thường ở bên mẹ. Thợ bé được khéo dạy, đến khi xuất giá nhất định sẽ là vợ hiền. Vợ hiền sẽ có thể giúp chồng thành tựu đức hạnh, về sau sẽ thành hiền mẫu. Con người từ thợ bé được hiền mẫu ung đúc, nhất định sẽ nghèo cùng thì riêng thân mình thiền, hiển đạt sẽ làm cho thiên hạ cùng thiền. Công đức lớn nhất trong thế gian không gì bằng khéo dạy dỗ con cái. Tội nghiệp lớn nhất trong thế gian không chi bằng chẳng dạy dỗ con cái. Bởi lẽ con cái hiền lương sẽ có ích cho nước nhà, xã hội. Chẳng hiền lương sẽ có hại cho nước nhà, xã hội. Ngày nay thế đạo nhân tâm đã suy hàm đến cùng cực, gần như hết thuốc chữa. May là có lý sự nhân quả báo ứng ba đời do Đức Như Lai đã nói, vẫn có thể dùng làm căn cứ để vãn hồi. Tôi thường nói nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lần xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Hãy nên trong là với quyến thuộc, ngoài là với những người quen biết, và hết thảy mọi người điều ra rã dùng nhân quả báo ứng để khuyên lơn. Nếu người trong thế gian luôn dè dặt kinh sợ nơi khởi tâm động niệm thì lợi ích lớn lắm. Chuyện công đức ấy để cầu vạn sanh thì phẩm vị ắt cao.
chùa Cực Lạc giảng kinh cũng cần nên xen vào một phần xử lý nhân quả để người vùng Đông Bắc cùng được hưởng lợi ích thật sự. Lá thư số 180, thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh, thư thứ tư. Nhận được thư, biết ông tâm nguyện rộng lớn, công phu thuần mật, khổng ngăn vui mừng, an ủi. Chỉ xin ông nhất tâm niệm Phật, chẳng cần phải mong cầu gặp quan, gặp hay không gặp, mặc cho nhân duyên. Nếu đọc kỹ văn sau, hành theo đó, chính là thấu hiểu lòng quan, há chẳng thân thiết như gặp mặt quan hay sao? Con người hằng ngày khổ sở trong phiền não, vẫn chẳng biết là phiền não. Nếu biết là phiền não thì phiền não sẽ tiêu diệt. Ví như tưởng lầm gã trộm cắp là người nhà, thì tất cả của cải trong nhà đều bị hắn trộm mất. Nếu biết là giặc, hắn liền trốn đi. Vàng chẳng luyện chẳng rồng, đao chẳng mài chẳng bén. Chẳng từng trải phiền não thì gặp cảnh phiền não, tâm thần sẽ tán loạn. Biết nó chẳng có thế lực gì, chuyện nhọc tâm mệt trí nảy sanh, đều do ta tự chuốc lấy. Kinh dạy, nếu biết ngã không, ai bị hủy bán. Nay phỏng theo đó nói, nếu biết là vô ngã, phiền não nào sanh? Thí dụ của ông rất có đạo lý. Cổ nhân nói, muôn cảnh vốn nhàn, chỉ có tâm tự rồn. Nếu tâm không sanh, cảnh tự như như. Công khóa vốn đã quen thực hiện, cũng không cần phải sửa đổi, chỉ cần luôn lấy hồi hướng vạn sanh làm chủ. Niệm Phật nên niệm 6 chữ, hoặc trước hết phải niệm 6 chữ, đến lúc sắp xong niệm 4 chữ. Từ đầu đến cuối niệm 4 chữ hơi không hợp lẽ, bởi hai chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, cung kính, đảnh lễ, cứu độ con, vân vân. Người ta thường mong lẹ, mong nhiều, nên phần nhiều có kẻ niệm 4 chữ. Thường nghe nói có người chủ trương lợi ích do chuyên tu, chỉ dạy người khác niệm 4 chữ, phát nguyện, lễ Phật, điều bảo là không cần. Tức hoàn toàn là một gã ở ngoài cửa, chỉ biết chính mình thực hiện công phu, chẳng biết cầu sức từ bi của Phật. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tính, nguyện, hành làm tông. Họ chỉ sát trên mặt hành, nhưng trên mặt hành lại gạt bỏ lễ bái. Hành ấy khó thể mười phần khẩn thiết, lâu ngày sẽ thành hờ hững, hơi hợt. Xin hãy ý theo văn sao, đừng ý theo lời họ nói. Bọn họ chỉ dựa vào ý kiến của chính mình, chứ không ý theo tông chỉ tịnh độ. Tâm chúng sanh cần phải dùng đủ mọi pháp lành để điều trị. Ví như ăn cơm cần phải kèm theo thức ăn, chỉ định kỳ đã thức để có thể chuyên trì một câu Phật hiệu. Hết thảy kinh chú đều chẳng cần phải trì tụng, nhưng cũng chớ nên hoàn toàn phế trừ lễ bái và phát nguyện. Trừ khi đã thức ra, vẫn cứ chiếu theo thường lệ trì tụng, điều chẳng trở ngại gì. Người tu hành sợ nhất là thuận theo cái tâm ức đoán của chính mình, tự lập ra một đường lối riêng. Thường nghe nói có những kẻ thiện tư, bẩm tánh vốn tốt đẹp, nhưng kiến thức lệch lạc, chuyên niệm một đức Phật còn được, nhưng phải bỏ lễ bái, phát nguyện, vân vân là lầm lẫn lớn lắm. Ông không cần bế quan, chỉ tự tu ở nhà là được rồi. Hiện thời quân lính giặc cướp nhau nhau, ông thường ở trong nhà, những kẻ nhỏ mọn không ra gì, chẳng đến nỗi sanh lòng khác lạ. Nếu ông thường không ở nhà, bọn chúng sẽ thừa dịp sơ hở trộm cắp và cướp đoạt, đáng lo vô cùng. Sư Đạm Hư đặc biệt giữ ông lại, chẳng tính đến điều này, cũng là không hiểu sự việc cho lắm. Ngàn vạn phần trở nên đìa rời khỏi nhà,
ở nhà xuất lãnh thê thiếp, con cái, dâu, cháu, vân vân cùng tu, công đức ấy lại càng thù thắng nhiều hơn. Quan trải đời 68 năm, tuy sơ học Phật Pháp chưa thể trội hơn người khác, nhưng lo liệu sự việc xỏ ra có phần suy xét kỹ càng hơn người khác đôi chút. Ông đã tinh quang, trở nên thuận theo cái tâm tưởng là đúng. Chỉ nên tu tại gia, ngàn vạn phần trở nên bế quan trong chùa Cực Lạc. Ngay cả đạ thức cùng trở nên đạ thức trong chùa Cực Lạc, do lúc này chẳng thể thuận theo lúc thời thế thanh bình được. Nếu nhầm thời thế thanh bình, tuy không lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng khó dựng dắt quyến thuộc cùng gieo thiện căn. Đợi tới tháng nhuận, quan sang Thượng Hải sẽ gửi cho ông mấy gói Di Đà Kinh Bạch Thoại Giải do ông Hoàng Chí Hải biên soạn. Hằng ngày khi rảnh rỗi, hãy nên bảo ban quyến thuộc thì mọi người đều cùng sanh lòng tin tu tịnh nghiệp, để mong cùng sanh về Tây Phương. Tướng lành khi lâm chung, không cần phải mong mọi sẵn, chỉ cần lúc thường ngày niệm sao cho tương ứng với Phật thì lâm chung tự nhiên được theo Phật vạn sanh mà thôi. Lá thư số 181, thư trả lời cư sĩ Tế Thanh. Hôm nay cư sĩ Trần Hạc Điên tới đây, cầm theo thư ông và cuốn phê bình về bát thức trong Phật học, không ngăn khiến người ta phải thở dài. Ông học Phật nhiều năm, do lời cẩm hán mà ngờ vật kinh Phật và cổ đức nhiều đời, có lẽ có những chỗ không được thỏa đáng, tức là trở thành tinh đạo nhưng không chuyên dốc. Ông ta cực lực đả phá ba tên gọi của tám thức cho là sai lầm, chỉ nghĩ các thức ấy do động lực mà biến đổi, tự cho rằng mình có thể sửa đúng những chỗ sai ngoa trong kinh Phật từ trước đến nay. Cái tâm hiếu danh có thể nói là đến mức cùng cực, lại còn chẳng biết xấu hổ, không thẹn thùng, cũng có thể nói đến mức cùng cực, không chi hơn được nữa. Ông ta gọi tuốt chân như Phật tánh là hầu thiên vật, chẳng hiểu tâm tánh, chỉ biết vật chất, đáng thương thay. Ông tuổi gần 70, chuyện tin niệm Phật sợ còn không kịp, rảnh rang đâu để hỏi đến chuyện này. Há lẽ nào lời nói của phàm phu đời sau lại đâm ra hay hơn lời Như Lai nói, mà phải đợi hắn ta đến chánh lời Phật đó ư? Nói đến chuyện thọ tam quy ngũ giới, hãy nên theo cách đối trước Đức Phật tự thọ, như đã được nói trong lá thư gửi cho bà từ trong bộ văn sau Tăng Hoằng Chánh Biên. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Thanh, nghĩa là dùng trí huệ để thanh tịnh cái nghiệp của mình lẫn người, khiến cho lúc sống thì làm bậc thánh hiền, mất linh cõi cực lạc. Đối với việc giáo hóa người khác, hãy tùy phận tùy sức mà khơi gợi dẫn dắt. Hãy nên kể với họ chuyện người thuở xưa đời nay niệm Phật có công hiệu, ngõ hầu họ sẽ dễ nhận lãnh. Nếu chẳng chú ý điều này thì đúng là trò cười cho bọn họ. Hơn nữa tuổi ông đã già lụng rồi, tháng ngày chẳng còn mấy, hãy nên nói với gia quyến về lợi ích niệm Phật và lợi ích do trợ niệm khi lâm chung, nỗi tổn hại do bị phá hoại chánh niệm. Hãy chiếu theo những điều đã được nói trong văn sao gia ngôn lục để bảo với bọn họ, sao cho họ biết sẵn, ngõ hầu chẳng đến nỗi khi ông lâm chung họ sẽ thể hiện lòng hiếu kiểu đã té xuống giếng còn bị quăng đá. Lại nên viết ra một chương trình, thỉnh hai ba người cùng chỉ hướng chứng minh, để khi ông sắp chết đừng bị quyến thuộc phá hoại chánh niệm, hồng thành tựu chánh niệm. Mất rồi đừng sát sanh, để khỏi tạo thêm nghiệp lụy cho ta. Nếu chẳng làm như thế, thiên địa quý thần ắt sẽ giám sát. Dùng những điều ấy để uốn nắn chi kiến thế tục
ngõ hầu chánh niệm rõ ràng, theo Phật vạn sanh. Những lời phê bình bậy bạ về bát thức do ông gửi tới, tôi đã thấy ông đốt đi rồi, vì thế không cần gửi tới nữa. Bởi lẽ dẫu ta chẳng bị loại sách ấy xoay chuyển, thì tâm cũng phân vân, chắc đến nỗi nảy sanh phiền não. Viết ra điều này mong ông hãy sáng suốt soi xét. Người bạn ông đọc Gia Ngôn Lục bèn nghi Tịnh Độ, đấy là do ác nghiệp đời trước mà ra. Này tôi dùng một ví dụ, như con dòi trong nhà xí cảm thấy vui sướng không chi bằng. Nếu nói với nó ngoài hầm xí còn có lầu đài, nhà cửa hết sức thanh tịnh, rộng rãi, nó có tin được hay không? Dẫu có kể nhiều chuyện, chẳng ngại thò tay bắt nó ra khỏi nhà xí, dùng nước trong, nước thơm lần lượt gột rửa nó, cũng chỉ thành ra khiến cho nó mau chết mà thôi. Đối với ông ta, hoàn toàn chẳng được lợi ích gì nơi Gia Ngôn Lục, cũng giống như vậy đấy. Các ông là một bọn phàm phu, ngay đối với chính mình mà còn hoàn toàn không biết, chỉ bậc đại triệt đại ngộ mới có thể nói là biết được chính mình mà thôi, mà vẫn nói lời chư Phật, lời chư Tổ hoằng truyền, lời đề xướng dẫn dắt của các vị đại thiền chi thức đều chẳng chân thật, là ngụ ngôn để gạt người. Thật đáng gọi là tâm thô mật lớn, chẳng sợ sau này bị đọa vào địa ngục kéo lưỡi hay sao? Toàn chân thành vọng là ước theo tâm chúng sanh mà nói. Ví như nước do gió động mà thành sóng, toàn thể nước biến thành sóng. Gió lặng thì toàn thể sóng biến thành nước. Toàn chân thành vọng hệ trái ngược với vọng, thì toàn vọng tức là chân. Ông thông minh nhưng thật ra là ngu si. Lá thư số 182, thư trả lời cư sĩ Ngọc Trưởng. Niệm Phật nên niệm nhỏ tiếng hoặc niệm thầm, chớ nên một mực dốc sức lớn tiếng niệm, nếu không ác sẽ bị bệnh. Hãy nên lắng lòng tịnh niệm, đừng ham niệm gấp. Muốn họa tắt mắt sáng thì đấy chính là pháp mầu nhiệm để họa tắt mắt sáng. Ông quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, muốn cầu thọ cho cha mẹ, hãy nên chí thành niệm Phật hoặc niệm kinh Phật. Khá nên cầu Táo Vương, tức là ông Táo, tụng Táo Vương Kinh. Vua bếp là thần, còn kém Ngọc Hoàng rất xa. Ngọc Hoàng còn kém La Hán rất xa. La Hán kém Phật rất xa. Ông đúng là một gã hồ đồ, chẳng niệm Phật hiệu để cầu thọ cho cha mẹ, lại niệm Táo Vương Kinh, thí tặng Táo Vương Kinh. Táo Vương Kinh là kinh do kẻ phàm tục ngụy tạo. Đệ tử Phật niệm thứ kinh ngụy tạo ấy chính là tà kiến, nhưng do ông thành tâm nên cũng chẳng thể nói là không có công đức, nhưng vẫn chỉ giống như một giọt sương. Công đức niệm Phật giống như sông to, biển cả. Ông không biết niệm Phật cũng đáng thương xót thay. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ. Từ nay, vĩnh viễn không muốn ông gửi thư đến nữa. Có gửi đến, quyết chẳng trả lời. Mong hãy sáng suốt suy xét. Một bức thư trả lời khắp, hãy xem xét kỹ. Hành theo đó thì công đức lớn lắm. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 16. Kệ tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc. Dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt hành sẽ tự chuyển phàm tâm.
Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành,